Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thăng Long Ca, Minh Thành và Hải Hiếu. Xin chào quý vị các bạn và chúc các bạn nhiều sức khỏe. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về độ hot của chiếc Toyota Land Cruiser tại thị trường Việt Nam. Như các bạn đã biết, giá xe niêm yết của Land Cruiser LC300 mới 100% là 4 tỷ 286 triệu. Và cái giá chênh để các bạn sở hữu ngay chiếc xe này nó tăng lên không ngừng theo từng tuần, từng tháng. Và hiện nay giá thị trường đang tiền chênh đang khoảng là, như em được biết và tìm hiểu trên thị trường, bây giờ khoảng 700-800 triệu. Lý do tại sao chiếc Land Cruiser nó không ngừng tăng giá chênh theo thời gian ở vậy Hải có biết không? Em nghĩ là có rất nhiều lý do, chẳng hạn như về nguồn cung luôn luôn là cái đầu tiên. Nguồn cung. Sau đấy thì ngoài ra đây cũng là một cái mẫu xe mà gần đây có một mẫu xe tiền nhiệm của nó là Prado mới cũng đã ra mắt. Và cái tiền chênh của mẫu xe đó đã lên đến 400-500 triệu rồi. Chính xác. Thế thì đương nhiên LC300 phải chênh cao hơn. Đúng rồi. Và càng ngày càng về cuối năm thì cũng là dịp mà mua bán, mua sắm, cũng là cái dịp mà LC300 luôn luôn tăng giá. Nguồn cung hạn hẹp này, lượng xe tiêu thụ trên toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam mà tại các quốc gia khác, vâng, Land Cruiser luôn luôn là chiếc xe hot. Vâng. Và ngày hôm nay quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Thăng Long Ca chúng tôi mới về một chiếc Land Cruiser LC300 siêu lướt, sản xuất 2023, mới chạy 6.000 km, 6.000 cây. Và chiếc xe này được độ bởi anh chủ xe là full black, toàn bộ là full đen từ trong ra ngoài. Và nội thất của chiếc xe này đã được lên đến phiên bản 4 ghế MBS chính hãng Trung Đông, với giá trị khoảng theo em tìm hiểu nó khoảng trên 30.000 đô. Trên 30.000 đô cho bộ ghế 30.000 đô. 4 chiếc MBS full sấy sưởi làm mát. Và các bạn thấy là mặt ca lăng tản nhiệt trước, nguyên bản của chiếc xe LC300 này sẽ là những cái thanh kim loại rất là to bản, khỏe khoắn, mạ bạc. Nhưng anh chủ xe đã grab lại bởi một đơn vị grab style trong Sài Gòn rất là chất lượng. Và mặt ca lăng đã được là grab lại toàn bộ màu đen, tạo cái sự đồng bộ từ nắp capo, cảm trước, hốc hút gió hai bên. Và chỉ có duy nhất là cái bộ đèn là màu trắng thôi, trông nó rất là ngầu, trông nó rất là hình sự nhá. Nói chung là em thấy chủ cũ rất là biết chơi. Biết chơi. Rất là biết chơi khi mà cách phối chiếc xe từ trong ra ngoài, đến từng chi tiết, từ mặt ca lăng full đen này, đến toàn bộ 4 la răng cũng sơn đen bóng này. Rồi. Cho đến tất cả các chi tiết nội thất, ngoại thất đều màu đen. Động cơ chiếc xe này thì y hệt chiếc đàn anh của nhà Toyota, đó thương hiệu Lexus LX600, với động cơ 3.5 twin turbo tăng áp kép, và cho công suất cực đại là 409 mã lực. Anh em mình vừa rồi có thử đạp tăng tốc chân ga thì nó rất là bốc, rất là khỏe, cảm xúc nhá. Cái động cơ này thì với nhiều chế độ vận hành này, chế độ cài cầu nhanh, cài cầu chậm và nhiều chế độ multi-terrain select thì vẫn khẳng định cái vị thế của ông chùm ở phân khúc SUV hạng lớn full size, đó là việt dã, địa hình on-road, off-road rất là linh hoạt, mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn cái vẻ đẹp của chiếc xe từ bên hông đi ạ. Khi mà anh chủ xe đã độ lên phiên bản 20 inch này, màu sơn đen bóng. Sơn đen bóng. Đúng rồi, nguyên bản nó là ánh thép thì sơn đen bóng. Nói chung về vấn đề la răng này thì sẽ không thể grab được, mà phải không sơn đen bóng như sơn mới đẹp thì nó mới đảm bảo về tính thẩm mỹ cũng như độ bền. Bên viền chân kính, Hải Hiếu có nhận ra anh chủ xe cũng grab không? Viền cửa sổ sơn đen bóng. Cửa sổ cũng sơn đen bóng nhá. Cốp chiếc xe này nghe nói rất là rộng, Hải Hiếu ạ. Khi mà nguyên bản một chiếc xe 7 chỗ thì anh phải công nhận với em rằng là rất ít khi các khách hàng mua xe 7 chỗ để mua hàng ghế thứ ba. Thật ra thì em cũng hiểu mục đích của những khách hàng mua LC300 không phải là để chở đủ 7 người cùng ngồi trên một chiếc xe,
Và bản chất thì đây là do cái khoang phía sau khi mà có 7 chỗ thì sẽ là một cái khoang rộng rãi và to lớn. Thế thì ở trên cái chiếc này của mình khi độ lên MBS này thì sẽ hai ghế phía sau này sẽ bỏ luôn. Thì dẫn đến là mình có một cái khoang để đồ siêu lớn. Và đặc biệt bộ ghế lái này thì chúng ta sẽ có đầy đủ cả chế độ làm mát sưởi ấm theo nhà sản xuất. Và chúng ta sẽ có massage ghế nữa. Massage ghế nhá. Tức là massage ghế. Cả trước và sau đều đầy đủ full massage. Cả trước cả sau đều là full massage. Và cái đường kim mũi chỉ của bộ ghế này thực sự là cao cấp. Vì nó được đục lỗ này, được may bằng thủ công. Từng đường kim mũi chỉ hình quả chám. Và những cái quả chám này thường xuất hiện trên những chiếc xe gần đây anh em mình thấy chiếc Bentley nhỉ. Dạ. Quả chám của nó rất là đẹp. Để cao mà cấp nói nhá. Về nói là các cái gói độ cho LC300. Tức là có rất nhiều gói độ của rất nhiều hãng khác nhau, nhưng mà em nghĩ nếu mà nói về độ 4 ghế thì MBS chắc là số 1 rồi. MBS là số 1 tại thị trường UAE Trung Đông. Vâng. Chúng tôi sẽ không nói sâu về tính năng vận hành của chiếc xe này, nhưng mà chúng tôi muốn nói về cái yếu tố cá nhân hóa của 4 vị trí ghế rất đặc biệt. Bây giờ anh muốn mời Hải Hiếu ngồi lên vị trí hàng ghế ông chủ đi. Anh sẽ ngồi sau đúng không anh? Em ngồi ghế sau đi. Hàng ghế ông chủ có sạc không dây, có cốc để cà phê, có thể bật nóng lạnh này. Massage ghế điều hòa 4 vùng. Ở đây cái thứ nhất về tính năng như anh vừa nói không thiếu một cái gì. Không thiếu cái gì. Hai cổng sạc này. Rất thích cái chi tiết có cả làm sưởi ấm cả từ cốc cà phê cho đến cốc nước cả mọi cái. Chính xác. Rất là chi tiết. Nhưng mà cái quan trọng ở đây cái vật liệu ấy, cái vật liệu của MBS họ làm xịn mà nó chi tiết không khác gì của hàng chính hãng luôn. Mặc dù là thương hiệu Toyota ấy từ thương hiệu xe phổ thông nhưng chiếc Land Cruiser đang hội tụ được rất nhiều những cái option, những cái trang bị của một chiếc xe sang đẳng cấp. Và đây là một phiên bản hiếm mà có lẽ rằng là chúng ta rất ít khi được thấy trên thị trường. Nếu MBS chúng ta vẫn sẽ thấy là ghế da nâu, da bò đúng không ạ? Nhưng MBS ghế da màu đen thì thực sự là hiếm, thực sự là hiếm. Có cả đệm đỡ bắp chân luôn. Bắp chân đầy đủ hết luôn. Đi đường dài. Sẽ là cái cảm giác khi ngồi lên cái khoang sau này cực kỳ thoải mái. Đúng rồi. Chúng ta vẫn nhớ có câu là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền đúng không ạ? Khi người giàu người ta đã thích, người ta đã chi và người ta đã cá nhân hóa, người ta đã lựa chọn rồi thì nó trở nên là một cái sự lựa chọn mang tính chất chân lý. Đấy, ngồi chiếc xe này thì người ta ngồi một fly thôi. Dạ. Đâu cần ngồi nhiều người đâu. Nghĩa là với một cái số tiền độ lên đến tính ra tiền Việt có thể lên đến 500-600 triệu như thế. 500 triệu. Thì không phải ai cũng dám chi ra cho một chiếc xe. Đúng rồi. Và các bạn, quý khách hàng nào mà muốn sở hữu chiếc xe này mà thậm chí là muốn về zin thì chúng tôi vẫn giữ bộ ghế zin của chủ xe nhá. Dạ. Không vấn đề gì. Tức là mình vẫn có đầy đủ toàn bộ ghế zin 7 chỗ của chiếc xe của chủ xe vẫn giữ lại đầy đủ cho mình. Rất đầy đủ. Rõ ràng là một gói trang bị với cái nâng cấp 4 ghế thì cái trải nghiệm lái của chủ nhân ngồi hàng ghế sau nó thực sự được cá nhân hóa và thoải mái. Dạ. Anh chưa tính đến massage những cái ghế nhá. Tập trung hết mọi cái sự êm ái, thoải mái, độ ngả tối ưu để cho người ngồi hàng ghế thứ hai. Nói chung cũng hiếm khi mà được trải nghiệm một cái chiếc xe Land Cruiser đặc biệt như thế này. Đúng rồi. Em cũng đã từng được trải nghiệm chạy một chuyến từ đây lên Cao Bằng với một chiếc LC300 nguyên bản 7 chỗ. Rồi. Thật sự là khi mà được ngồi lên cái phiên bản MBS 4 ghế này mới thấy khoang sau nó giá trị hơn rất là nhiều cho chiếc xe. Anh em mình đang tận hưởng cái giá trị mà những cái quốc vương bên Dubai, những khách hàng giàu có, giàu lửa bên Dubai người ta dạ. Người ta ngồi cũng chỉ sung sướng đến mức như thế này thôi. Dạ vâng. Gọi là vừa chạy vào sa mạc mà vẫn có một cái sự thoải mái như ở trong những căn biệt thự ở tại nhà ấy, đúng không anh? Nếu các bạn quan tâm một chiếc LC300 mới thì hãy đến với Thăng Long Ca, chúng tôi cũng sẵn sàng phục vụ. Với số tiền chênh thấp hơn thị trường một chút, xin hứa các bạn. Và đây là chiếc LC300 2023 chạy 6.000 cây, đã độ MBS 4 ghế và chiếc xe full black rất là ngầu. Minh Thành cùng với Hải Hiếu xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Xin chào.